Trên sân cái lúc đầu tiên khi chào cờ thì toàn đội đã chào bằng kiểu chào của người lính. Hải có thể giải thích một chút. Đầu tiên thì thực sự thì theo là đội bóng của quân đội thì không thì chúng em muốn qua hành động đó thì muốn tưởng nhớ đến và tưởng nhớ đến những chiến sĩ vừa hy sinh vì trong khi làm nhiệm vụ. Thực sự là những gì mà các chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc thì thực sự là một điều rất là lớn lao và chúng em muốn là lan tỏa những cái hành động như thế để tất cả mọi người có thể cùng chung tay để giúp đỡ các gia đình của các chiến sĩ cũng như là các gia đình đang bị bão lũ ở miền Trung. Thực sự là chúng em ở đây thì xem tin tức rất là nhiều và cũng thực sự là thấy rất là xúc động vì những gì mà các chiến sĩ đã hy sinh cho Tổ quốc, cho nhân dân. Và thực sự thì hy vọng là qua những cái gì ở trận đấu này thì sẽ mọi người sẽ cùng chung tay với tất cả các cầu thủ để ủng hộ cho các gia đình của các chiến sĩ cũng như là đồng bào đang bị lũ lụt ở miền Trung.